là không được. Sau khi anh em mình cũng đã ăn xong rồi, video cũng đã dài rồi, giờ anh em mình có gì làm nữa thì anh em mình xin kết thúc video. Mọi người nhớ cho một like, đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình. Muốn anh em mình sẽ làm thịt xông khói siêu to khổng lồ. Mọi người nhớ cho một like nha. Giờ thì chào tạm biệt mọi người. Bye bye.